Cái này cây nụ của công nha các bạn. Cái này cây nụ của công, cái này cây trực pin, hắn băng như thì xào vậy đó. Cái này đế đẹp lắm. Cái này đế tương đối đều, búa đều quá. Có mấy khoảng không hở nhưng mà tương đối búa đều nha. Cái này thì hoàn còn trong khoảng 38 thôi bạn. Cái này hoàn khoảng 38, gần 40. Xác dưới mới được 40. Cái này nuôi lắm. Cái chiều cao 1. Chiều cao nó khoảng 50 thôi. 50-52 thôi nha các bạn. Nuôi lắm. Nguyên cái dạng nuôi từ dưới gốc. Cây này nuôi thành trúng, nuôi từ gốc lên tới ngọn luôn. Cây này vậy trồng đứng cây là gì nữa bạn. Cái bầu nó hơi nghiêng nhưng mà để nó hơi nghiêng. Đúng rồi. Cây trực pin. Nuôi lắm các bạn. Để nu chưa hết cái mình, cái này phải nuôi thêm nó mới, sau này nó già lên nữa nó mới nu hết cái mình được, phải nuôi dữ lắm. Còn công nha các bạn, dạo này hạn hán dữ lắm mà cây vẫn thấy bán không rẻ các bạn ơi. Dạo này hạn hán thấy không còn nước tưới luôn á. Còn công bây giờ một số vùng ở miền Tây là hầu như giờ không còn nước tưới luôn các bạn, lấy nước sinh hoạt ra tưới hoặc là nước chở cung cấp ra tưới chứ đâu còn nước tưới. Còn mấy dòng sông là xuống dưới đá banh được luôn rồi, còn như đâu còn giọt nước nào. Giờ nước xài ra còn không có, lấy đâu nước tưới cây tưới khiển. Chỗ của mình thì mình phải tưới bằng nước giếng nha, nước cùng tên, chứ nước ngoài sông tưới cũng không được các bạn. Công nha bạn, mình nên bán một số cây mai chiếu thủy rồi công, như là giảm giá một số cây cũ bán, anh em nào mua được ủng hộ.